em từng nói với anh, chỉ xem người ta như một người bạn thôi. Người ta đã chăm sóc em lúc em còn chưa gặp anh. Anh dù anh đến sau đã mang tình yêu, đã cho em hạnh phúc. Mình đã thật vui biết bao lúc ta gần nhau. Và anh tin sợ lúc anh cần em nhất thì em không ở đây. Phải chăng trong tình yêu quan trọng hơn chuyện đến trước sau? Bởi anh chỉ cần yêu và yêu luôn chân thành, thì những ai không được yêu sẽ là người thứ ba. Lúc em nhìn anh nói em xin lỗi em phải đi, là phút giây anh nhận ra anh tin em quá nhiều. Thấy em bên người ta hiểu ra đã quá muộn, và chính anh bây giờ đây bỗng trở thành người chen ngang cuộc tình em. Chân thành thì những ai không được yêu sẽ là người thứ ba. Lúc em nhìn anh nói em xin lỗi em phải đi, là phút giây anh nhận ra anh tin em quá nhiều. Thấy em bên người ta hiểu ra đã quá muộn, và chính anh bây giờ bỗng trở thành người chân ngang.